Dân à, tôi biết là Dân có ý với tôi, nhưng mà tôi với Ngô Đệ là hai người bạn thân và xem nhau như tri kỷ. Tôi không muốn làm Ngô Đệ buồn. Dân có hiểu tôi nói không? Điền Quynh nói vậy là sao? Tức là tấm chân tình của Dân dành cho tôi á, tôi sẽ thật trân trọng, nhưng mà tôi không thể nào đáp lại được. Tôi nói như vậy á, Dân có hiểu không? Tức là tôi không có ý làm cho Dân buồn, nhưng mà tôi sợ Dân bị ngộ nhận, sau này á thì càng khó gỡ. Tôi rất là quý Dân, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được. Điền Quynh, Điền Quynh nghĩ rằng Mượn có tình ý với Quynh sao? Không có đâu. Mượn đâu có ý gì với Quynh đâu nè. Ủa vậy thì tại sao Dần lại tốt với tôi như vậy? Ai nhìn vô cũng nói là Dần thích tôi. Trời ơi, đã nói là Mượn tốt với Quynh là có ý mà. Ý đây á là nhờ Quynh giúp đỡ cho Mượn. Quynh là thanh niên tuấn tú khôi ngô, nhưng không phải là người trong mộng của Mượn. Ý trung nhân của Mượn là người khác kìa. Thiệt hả? Dạ. Con gái mà thích ai rồi thì đâu có sổ sàng vậy. Mụi á chỉ muốn nhờ Quynh làm ông Mai, cho nên nó mới tốt với Quynh như vậy đó. Là ông Mai? Tôi nghe Dần nói tôi thiệt là nhẹ nhõm. Nhưng mà nè, tôi ăn nói đâu có giỏi đâu, sao Dần lại nhờ tôi làm ông Mai ông mối chứ? Chuyện này chắc chắn tôi làm không được rồi. Được mà, Mụi nhắm là được. Tại Quynh á và ý trung nhân của Mụi rất là thân thiết, tình như thủ túc vậy đó. Quynh nói một tiếng sẽ hay hơn. Tình như thủ túc? Dạ. Quynh đâu có chơi thân với ai ngoài Ngô Đệ đâu. Hai đứa tâm đầu ý hợp, cho nên lúc nào... Hả? Cái gì? Đừng có nói là người trong mộng của Mụi là Ngô Đệ nha. Đúng rồi đó. Tiểu thơ nói làm sao? Cô Dần yêu tiểu thơ hả? Trời đất quỷ thần ơi, quần thoa mà lại đem lòng yêu phận má hồng, có điên đảo quá không? Đừng có la lớn, ta đang rối như tôm giò đây nè. Tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ tính làm sao? Ta biết tính gì bây giờ? Phải tìm cách né tránh thôi. Né không phải là cách nha. Nhiều khi làm vậy á là mang tội với cô Dần đó, tiểu thơ ơi. Mong rằng tình cảm đó chỉ là nhất thời và sẽ tan biến dần đi. Ta không tỏ ý thì cô ta sẽ nản thôi. Em cũng mong là như vậy á. Nhức đầu quá, tháo tóc cho ta thoải mái một chút đi. Dạ. Tội tiểu thơ quá. Cô đã thấy rồi, tôi cũng không còn gì để biện minh, chỉ mong là cô hiểu và giữ bí mật này giúp tôi nghe. Chuyện bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy. Tôi quý cô cũng như là trân trọng cái tình của cô đối với tôi, nhưng mà chúng ta sẽ là tỉ muội tốt, có được không cô Dần? Tại sao Quynh lại là con gái chứ? Có phải kiếp trước tôi ăn ở ác lắm không? Mà sao kiếp này lại yêu phải một nữ nhi? Dần ơi là Dần, có mắt cũng như mù vậy nè. Cô Dần,
Cô Dần à, cô đừng có như vậy. Tôi sao cô lại là con gái chứ? Thôi, tôi xin cô mà cô Dần, tôi xin cô mà cô Dần, tôi xin cô.